chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì GameHub sẽ giới thiệu đến cho các bạn một tựa game có thể loại chiến thuật mang tên là Titan Empires. Có thể nói đây là một tựa game có nét khá là giống với tựa game ăn cách hiện nay, đó là Clash of Clans. Khi ngay từ vào màn hình chính thì các bạn có thể thấy là sự sắp xếp của các item, yếu tố có chút nét giống rồi. Đây là một tựa game chiến thuật có nhiệm vụ chính đó là các bạn sẽ xây dựng pháo đài của mình và đồng thời là xây dựng một đội quân hùng mạnh để tấn công những cái nhà khác, pháo đài khác. Đây, pháo đài của mình thì nhìn khá là thô sơ. Một pháo đài này sẽ được cấu thành nên khá là nhiều yếu tố như là những cái mỏ khai thác vàng này, mỏ khai thác tài nguyên, rồi mình đã training thành công, tất đi đã. Hay là nhà chính, đây là nhà chính của mình và hiện level 2. Upgrade để lên level 3, nó sẽ hiện luôn thời gian trong này. Thì quân đội của bạn sẽ được dẫn dắt bởi một Titan. Chính vì thế mà tựa game này có tên là Titan Empires. Nhân vật của mình có tên là Apollo. Ngoài ra thì các bạn có thể mở những nhân vật khác bằng cách là tăng skill hay tăng nhân vật cho nhân vật đầu tiên để có thể mở nhân vật khác tiếp theo với những cái kỹ năng cũng như là cái chỉ số tốt hơn. Đây là skill của nhân vật này. Còn đối với Titan, đây là skill của nhân vật Titan. Nó đã lên được level. Mình sẽ cho lên level với những cái tài nguyên mình đang có. Ngoài ra thì các bạn có thể tăng thêm về đội hình tấn công cho các nhân vật nhỏ này. Trò chơi này sẽ là một sự thử thách chiến thuật khi mà để sắp xếp cái nhà của mình trở thành một pháo đài kiên cố, bởi rất là nhiều cái, ví dụ như là các bạn xây dựng defense bao gồm có về tường này. Đây, sao lại đi ra đây? Mình sẽ xây tiếp vào đây. Bảo vệ các mỏ khoáng sản, bởi khi tấn công thì thường nó sẽ tấn công các mỏ vàng hay mỏ tài nguyên trước. Ngoài ra thì các bạn có thể xây thêm về cả cái pháo đài này nữa, dùng để tấn công khi kẻ địch đến. Bây giờ mình sẽ thử đi tấn công một nhà bất kỳ. Tách Start combat. Mình sẽ phải đợi để có thể tấn công. Đây là nhà của chúng và mình sẽ chọn vị trí tấn công yếu nhất để có thể tấn công vào đầu tiên. Mình sẽ bắt đầu tấn công từ đây với màu vàng. Đây là một yếu tố một tựa game chiến thuật. Một trận đấu thì không dài lắm đâu, khá là nhanh thôi. Đấy, rất là nhanh. Thêm đội hình và chúng ta có thể cho thêm nhân vật Titan. Nhân vật này sẽ có những kỹ năng khá là đặc biệt. Đấy, tấn công đến pháo đài rồi. Các nhân vật của chúng ta đang bị chết dần trên mòn, mình sẽ sử dụng luôn kỹ năng. Đấy, ngoằng một cái. Lên damage được 55% và cộng thêm XP. Một trận đấu diễn ra khá là ngắn thôi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải kiên nhẫn để đợi chờ. Nhân vật này vẫn đang bắn nhà này. Những cái hàng rào này cũng được bảo vệ khá là kiên cố. Chết nốt rồi. Có thể nói đây là một tựa game có một chút nét giống với thể loại RTS, đó là game chiến lược tức thì. Chúng ta chỉ xây dựng đội hình nhà trước khi vào thôi, còn đến khi tấn công thì mới gần như là nhìn nó để tấn công. Vì chúng ta đã chuẩn bị gần như hết rồi. Rồi, thành công, đem đi 100%. Chúng ta có thể return home rồi. Đấy, mỗi lần tấn công thì các bạn sẽ được thêm những cái tài nguyên mới của bên chúng, các nhà của chúng. Ví dụ tấn công nhà này, mỏ vàng này sẽ được thêm vàng, vân vân. Thì đối với đồ họa thì tựa game này cũng có màu sắc khá là tươi sáng và rõ nét. Đấy, zoom vào đây. Zoom thì không rõ nữa rồi. Tươi sáng thì tất nhiên rồi, lấy phông nền màu xanh. Các bạn có thể hoàn toàn mở rộng cái pháo đài của mình ra xung quanh. Đây là một lượng rất là lớn, một diện tích khá là lớn. Tuy nhiên mình vẫn chưa có thời gian để mở rộng thêm. Đấy, các bạn có thể thậm chí có thể nâng cấp những cái nhà này nữa để có cơ hội để thêm tạo thêm những tài nguyên cho riêng nhà trên rừng vàng đai của mình. Thì vừa rồi là phần trải nghiệm của mình với trò Titan Empires. Các bạn có thể thử download trò này về và thử trải nghiệm nếu các bạn cảm thấy thích. Còn nếu mà thực sự thì mình thấy nếu mà đã là chơi Clash of Clans thì trò này thực sự là không có gì đặc biệt cả. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của GameHub.vn.